Em chào các anh chị. Đây là phiên bán hàng ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023 của Lan Rừng Thủy Cai. Em xin phép giới thiệu đến các mặt hàng và số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá là 30.000 đồng. Giá em báo trong video là giá của từng loại mặt hàng, chưa bao gồm tiền phí ship đâu các anh chị nhé. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng ạ. Em vừa mới cập bến thêm một cái lô kiều mỡ gà của hàng Cao Bằng. Hiện tại thời điểm này thì tất cả những cái mắt, những cái thân tơ của nó, những cái mắt nụ của nó đều đang sưng lên như thế này. Tới này các anh chị sẽ được ngắm hoa của kiều mỡ gà. Hàng rất là đẹp, tươi giói luôn các anh chị nhé. Kiều mỡ gà số 1 này, đấy, rất là nhiều phần như thế này, giá rất là nhiều thân tơ, 100.000 đồng. Kiều mỡ gà số 2, đấy các anh chị thấy này, tất cả nó đều đang lên, những cái sưng cái mắt nụ lên rồi. Kiều mỡ gà số 2 thì nó là thân nó cao hơn một chút xíu, cho nên là nhìn nó sẽ ít hơn, cũng 100.000 đồng. Kiều mỡ gà số 3 thì chiều cao là hơn một găng tay các anh chị nhé, hơn một găng tay đổ lại. Đấy, nó cũng đang sưng mắt nụ lên các anh chị nhé. Kiều mỡ gà số 3 này cũng 100.000 đồng, rất là nhiều. Kiều mỡ gà số 4, đấy, nói chung là phần nào cũng vậy, những cái thân tơ của nó đều đang sưng mắt nụ lên rồi các anh chị nhé. Số 4 này 100.000 đồng. Kiều mỡ gà số 5 thì nó có những cái thân nó cao hơn một chút xíu, cho nên là số lượng nó được ít hơn, 100.000 đồng. Kiều mỡ gà số 6, đấy, mỡ gà số 6 cũng 100.000 đồng. Em chỉ còn 3 chậu thanh đạm Indo thôi các anh chị nhé. Chậu nào cũng nhiều thân như thế này. Những cái lá vàng thì nó là những cái lá già, nó vàng đi và nó chuẩn bị rụng lá các anh chị nhé, cho nên không ảnh hưởng gì đâu. Chậu nào thân nó cũng nhiều thân và rất là đẹp như thế này. Một cái chậu thanh đạm Indo em chỉ bán với giá là 280.000 để em chạy số lượng thôi các anh chị ơi. Lấy hai chậu em bao ship nhé. Cái dòng này rất là sai hoa và thơm ạ. Em vừa mới về thêm một cái lô hoàng thảo đùi gà tròn của Cao Bằng. Cái đặc điểm của đùi gà tròn Cao Bằng là thân nó sẽ là thân dẹt. Thế tuy nhiên mặt hoa của nó sẽ là mặt hoa của đùi gà tròn như thế này. Đấy, bao giờ cái màu tím của nó cũng rất là đậm, đậm hơn những cái vùng khác nhiều các anh chị nhé. Đấy, hàng rất là tươi, mới đẹp như thế này. Em bán chạy số lượng chỉ có 170.000 đồng một cân đùi gà tròn thôi. Và các anh chị lấy một bó sẽ là 50.000 đồng. Em còn một ít Vanda Kim này. Tất cả cái chỗ này thì đúng ra nó là 96.000, tại vì giá là 16.000 một lạng. Thế tuy nhiên là tất cả chỗ này hôm nay em xả hàng với giá là chỉ có 50.000 thôi nhá. Hôm nay em xả hàng thanh lý lỗ vốn đai châu Thái luôn. Nói chung là đai châu Thái thì nó có rất là nhiều mặt hoa. Ở cái thời điểm này thì các anh chị mua nó sẽ rất là rẻ. Những cái chậu đai châu Thái này nó có thể là nó hơi lỗi lá, xước sát lá một chút xíu thôi, không đáng kể. Đây này. Đấy. Thật ra nó cũng chẳng làm sao cả. Đây lại vẫn là những cái chậu đẹp thôi các anh chị nhá. Xước một chút lá chẳng làm sao. Đấy, những cái chậu sức một ít, những cái chậu như thế này thì em bán với giá 70.000 đồng một chậu này. Những cái chậu nó lỗi lá nhiều hơn, nó cắt lá như thế này này, hoặc là nó lỗi nhiều hơn một chút xíu thì là em sẽ tính với giá 50.000 thôi các anh chị ạ. Rồi, em cầm một ít lan rẻ quạt, tất cả cái chỗ rẻ quạt này là 50.000. Trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi, cái loại này thì hoa nó rất là đẹp và một chậu này nó đang có rất là nhiều mầm gấp như thế này các anh chị nhé. Một cái chậu trầm cổ này em bán với giá 200.000 đồng, lấy một hai chậu bao ship. Còn đây là trầm rồng đỏ, cũng còn vài chậu thôi và chậu nào cũng đang lên rất là nhiều mầm gốc. 100.000 đồng một chậu trầm rồng đỏ, lấy 3 chậu em bao ship. Giáng hương hồng nhạn, một cái chậu này nó sẽ có từ 5 cho đến 7 cây các anh chị nhá. Giáng hương hồng nhạn thời điểm này chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Trong một chậu thì sẽ có ít nhất là 1 đến 2 cây, nói chung là sẽ có 1 đến 2 cây đang có nụ. Và đây nó là hàng rừng thuần, chính vì vậy không thể tránh khỏi cái lá, một số lá nó sẽ bị lỗi lá từ rừng là chuyện bình thường thôi các anh chị nhé. Hồng nhạn hoa nó rất là đẹp, em bán với giá là 200.000 đồng một chậu và các anh chị lấy hai chậu em bao ship. Em còn vài cái bảng dáng hương tâm bản sắc hoa vàng thôi, hàng rất là đẹp các anh chị nhé. Một cái bảng này rất là nhiều thân và sẽ có cây đang có nụ luôn. Dáng hương tâm bản sắc hoa vàng 170.000 đồng một bảng, lấy hai bảng bao ship. Dáng hương tâm bản sắc hoa trắng tím thì nói chung nó bây giờ thì em còn một ít thôi và em xả hàng với giá 100.000 đồng một cân. Các anh chị thấy không này, cái bộ rễ của nó lên là mầm như thế này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là cái thời điểm này các anh chị nó đã bắn rễ ra như này, các anh chị lấy về trồng là nó bám vào giá thể rất là nhanh các anh chị nhá. Em còn chưa đến 10 chậu sơn thủy tiên đâu các anh chị nhá, chưa đến 10 chậu đâu ạ. Và chậu nào cũng rất là nhiều mầm gốc, nhiều thân tơ, nhiều mầm gốc như thế này. Rất là rẻ, chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Tính ra các anh chị mua một chậu thuần như thế này nó còn rẻ hơn hàng kg. Tại vì bây giờ hàng sơn thủy tiên rừng hàng kg các anh chị cũng phải mua với giá tầm khoảng 200.000 đồng một cân. Thì các anh chị sẽ không bao giờ có được nhiều mầm gốc, nhiều thân tơ như thế này đâu các anh chị nhé. Đấy, cho nên là một cái chậu này bóc ra thì nó cũng tương đương với một cân rồi đấy các anh chị ạ. Nên là rất là rẻ,
một cân mình được rất là nhiều mầm gốc như thế này đúng không ạ? Chậu nào cũng nhiều mầm gốc nhé các anh chị này. Đó, nhiều mầm gốc, nhiều thân tơ. Em bán Sơn Thủy Tiên hàng rừng này với giá là 200.000 đồng một chậu. Hoa của nó rất đẹp và thơm các anh chị ạ. Em chỉ còn vài cái chậu trầm trắng thôi, và chậu nào nó cũng rất là nhiều mầm gốc lên như thế này này. Bảo hành chuẩn hoa cho các anh chị. Trầm trắng nó là một dòng trầm VIP, hoa rất là thơm và đẹp nhá. Em bán với giá là 160.000 đồng một chậu trầm trắng. Lấy hai chậu em bao ship. Còn vài cái chậu lan cát laia như thế này. Đấy, cái chậu nào cũng rất là nhiều thân như thế này nhá. Em bán với giá là chỉ có 100.000 đồng một chậu cát laia thôi các anh chị nhá. Một chậu cát laia rất là nhiều thân như thế này, 100.000 đồng, lấy hai chậu bao ship cho các anh chị. Hải yến hoa trắng 150.000 đồng một chậu, có từ 1 cho đến 2 cây các anh chị nhá. Một chậu 2 cây sẽ là 150.000, chậu có 1 cây thì em sẽ xả hàng với cái giá là 130.000 đồng. Đây này, nó vẫn còn lác đác 1-2 bông này. Đấy, chuẩn hoa. Hải giác kỳ hoa xanh, cây nó to như thế này các anh chị nhá. 30.000 đồng một cây hải giác kỳ, lấy 5 cây em bao ship. Còn đây là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 hàng rừng các anh chị ạ. Đó, hàng rừng này thì sẽ có cả cây nhỏ. Và em bán với giá là 80.000 đồng một lạng hoàng nhạn tháng 4 hàng rừng. Các anh chị cũng biết rồi, năm nay hoàng nhạn tháng 4 và đến cái thời điểm này thì nó cực kỳ là hiếm, không phải lúc nào cũng có hàng và không phải là ở đâu cũng có. Lấy hàng cực kỳ là khó luôn. Chính vì vậy người dân người ta lấy cả những cái cây nhỏ nữa các anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể lấy những cái cây nhỏ này mình vào vườn làm giống rất là được nhiều á các anh chị ạ. Hoàng nhạn tháng 4 nhá, hàng nó vẫn lên bình thường thôi. Đây này, em để đây mà nó, đây các anh chị nhìn thấy cái cây này nhá, em để đây nó lỗi như thế này mà nó còn ra được cái rễ mới này này. Đấy, nói chung là có cây có nụ, có cây không có nụ các anh chị nhá. Nói chung là bây giờ còn cây có nụ thì còn ít thôi, mình lấy về làm giống thôi. Đó, 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Cẩm báo hay còn gọi là da báo em cũng chỉ có một ít thôi, và em xả hàng cẩm báo với giá 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hàng rừng, và đặc biệt là cẩm báo thì cái lá của nó rất là giòn, cho nên là ngay kể cả từ rừng lá cũng bị lỗi lá từ rừng rồi nhé các anh chị nhé. Đấy, 100.000 đồng một cân, giá xả rẻ luôn. Ngoài ra thì em có một cái chậu Sơn Thủy Tiên, nó lẫn cả hàng đùi gà dẹt này. Đấy, chậu Sơn Thủy Tiên lẫn đùi gà này em cũng bán 200.000 nhá. Còn vài cái chậu đùi gà dẹt hàng thuần như thế này, hàng tác phẩm, hàng chậu to nhé. Và chậu này rất là nhiều mầm gốc lên như thế này. Đây các anh chị này, nhiều mầm gốc này, nhiều thân tơ. Một cái chậu đùi gà dẹt hàng thuần như thế này em bán 170.000 đồng một chậu, và lấy hai chậu bao ship. Em còn một ít hoàng thảo kim thoa như thế này thôi, cân lên tính tiền bấy nhiêu. Giá 13.000 một lạng các anh chị nhé. Hải hương số 1 là một rễ to. Cái rễ này nó có tổng là 5 cây nhé các anh chị nhé. Đây này, 1 này, 2, 3, 4. Đấy, cây bên này nữa, 5 cây. Tổng là 5 cây tất cả, đang có nụ rất là đẹp. Một cái rễ này em bán với giá là 600.000, hải hương số 1, cây nó to, trầm blue. Các anh chị theo dõi nhà em thì cũng biết rồi, cái thời điểm nó nở hoa cách đây tầm khoảng hơn 2 tháng ấy. Nhà em bán rất là nhiều cái dòng trầm blue này, hoa nó thơm, sai hoa và mặt hoa nó cực kỳ là xuất sắc luôn các anh chị nhá. Trầm blue thời điểm hiện tại thì nó đang lên rất là nhiều mầm gốc như thế này, cực kỳ là đẹp luôn. Và giá thì lại vô cùng yêu thương, chỉ có 120.000 đồng một chậu trầm blue thôi. Các anh chị lấy 3 chậu em sẽ bao ship cho các anh chị nhá. Trầm lá biên thì em cũng còn một ít thôi, và xả hàng trầm lá biên với cái mức giá chỉ có 60.000 một chậu thôi các anh chị nhá. Giá cũng là 90.000. Đấy, trầm lá biên chỉ 60.000 đồng một chậu. Phi điệp là lá kẻ, cái hàng lá kẻ đây này các anh chị này. Đấy, lá kẻ. Chậu nào cũng lá kẻ hết các anh chị nhá. Đấy, thậm chí có cái chậu lá có nó còn kẻ hết cả lá luôn này. Đấy các anh chị thấy không? Kẻ gần hết lá luôn đấy. Em bán với giá là 120.000 đồng một chậu lá kẻ, em còn 3 chậu thôi ạ. Đơn cam để nhặt hàng cho khách thì em còn chưa sắp xếp gọn gàng được. Thế tuy nhiên cái đặc điểm của đơn cam thì các anh chị cũng biết rồi. Đặc điểm của đơn cam thì cái thân nó như thế này, chứ không phải là nó khô héo hay là nó xấu đâu các anh chị nhá. Ngay kể cả từ rừng về nó đã như thế này rồi. Chính vì vậy mà đơn cam khi mà nó hết mùa hoa là người dân người ta không khai thác đơn cam được đâu. Đây là cái lô hàng mà khi về đến nhà em nó vẫn đang có hoa trên thân. Bây giờ nó tàn hoa thì các anh chị thấy ạ, nó vẫn còn cái cánh hoa màu cam như thế này cơ mà. Đấy, đơn cam là top 1 trong 10 loại lan quý hiếm, và nó cũng là top những cái dòng lan có mặt hoa đẹp. Em bán đơn cam với giá là 70.000 đồng một lạng. Các anh chị có thể lấy từ một lạng nhé. Và nếu các anh chị lấy một cân trở lên là em sẽ bao ship cho các anh chị, và tính với giá 650 một cân.
Hiện tại thời điểm này các anh chị mua đơn cam cực kỳ là hợp lý, tại vì nó vừa mới tàn hoa thì đến cái thời điểm này là mầm gốc của nó đang cái đà phát triển. Chính vì vậy các anh chị mua đơn cam bây giờ, cái mầm gốc của nó sẽ bật lên rất là nhanh luôn. Thậm chí là em để ở đây thì một số những cái mầm gốc nó cũng đã lên rồi các anh chị nhé. Có những cái mầm gốc nó đã lên như thế này rồi này, các anh chị thấy không? Đấy, nhìn như thế này các anh chị, nếu như mà các anh chị không biết lại tưởng là chết nhá. Nhưng đây các anh chị thấy này, mầm gốc đã lên, lên nhiều nữa là khác luôn á. Thậm chí là có những cái rễ nó còn đang bắn cái rễ mới ra rồi nhá các anh chị. Nên là thời điểm này các anh chị mua đơn cam nó là rất là thích hợp để nó cây nó ấm chậu và bén rễ nhanh nhá. Đấy, đơn cam em bán với giá như vậy nhé các anh chị ơi. Và đặc điểm đơn cam em nói lại là cái thân nó như này chứ không phải là xấu hay là nó khô héo hay nó chết đâu nhá. Đấy, các anh chị nhìn thấy mầm gốc nó còn đang lên này. Một cái đặc điểm nữa em cũng muốn nói thêm, đó chính là thậm chí đơn cam nó có những cái thân nó rất là ngắn luôn các anh chị ơi, có những cái rễ nó rất là ngắn như thế này này, nhưng mầm gốc nó vẫn lên này. Đấy, đấy là đặc điểm của đơn cam. Nhưng mà bây giờ khi mà nhặt hàng cho các anh chị, em sẽ cố gắng để em nhặt những cái thân nó cao một chút xíu, nó ít nhất nó phải từ nửa găng tay trở lên cho các anh chị nhé. Đấy, và những cái thân bé bé này em sẽ để lại sau để các anh chị sưu tầm làm giống sau nhé. Kiểu dệt cốc làm giống thì em còn vài cốc thôi các anh chị này. Đấy, còn vài cốc kiểu dệt giống thôi là cũng hết hàng rồi. Nói là top 100 những cái dòng lan có mặt hoa đẹp, và nó cũng là top 100 những cái 10 loại lan quý hiếm, không phải lúc nào cũng có hàng. Và đây là cốc giống thì các anh chị có thể lấy về để mình sưu tầm, mình thử trồng xem như thế nào. Em để đây mầm gốc nó vẫn đang lên đây này. Kiểu dệt làm giống này em bán với giá là 50.000 đồng một cốc, và lấy 10 cốc em mới bao ship được nhé. Ngoài ra thì em còn một số những cái chậu, những cái cốc kiều tím yên tử hàng làm giống như thế này nữa này. Hàng bao chuẩn mặt hoa cho các anh chị, nó đã nở hoa tại nhà vườn rồi. Kiều tím yên tử hàng giống này 60.000 đồng. À thôi em xả hàng 50.000 đồng một cốc. Nọc nữ, nó là một cái dòng vũ nữ sai hoa và hoa nó rất là thơm. Một cái chậu vũ nữ ngọc nữ này 130.000 đồng, lấy hai chậu bao ship. Còn ở phía bên này đó chính là vũ nữ màu cam lửa, hay còn gọi là vũ nữ mèo cam. Hoa nó cũng rất là sai hoa và màu hoa nó đẹp, cũng 130.000 đồng một chậu, lấy hai chậu bao ship. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh thì thời điểm này nó cũng đang có nụ nhá các anh chị ơi. Có những cái ngầm nụ nó thấp thấp thôi, nó mới nhú lên, và cũng sẽ có những cái ngầm nụ thì nó cũng đã cao lên rồi các anh chị nhá. Đấy, đây cái nụ của nó, có những cái nụ nó thấp như thế này thôi, có những cái ngầm nụ nó đã cao hẳn rồi. Còn vài chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh thôi em vẫn bán tri ân với khách hàng với cái mức giá là chỉ có 160.000 đồng một chậu nhá, và lấy hai chậu bao ship luôn. Lan Tư Xuân đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp như thế này nhé. Thời điểm này chỉ cần mầm gốc thôi các anh chị ạ. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân Lan Tư Xuân, 50.000 đồng một bó. Em còn vài cái chậu kiều vàng Thái thôi. Còn vài chậu duy nhất thì em thôi em xả. Cái thứ nhất nó là còn ít này. Cái thứ hai nữa là có thể một số cái lá nó sẽ bị lỗi kiểu kiểu như thế này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Hoặc là có thể là cái thân của nó cũng sẽ hơi chấm chấm như thế này chút xíu, nó chẳng ảnh hưởng gì cả các anh chị nhé. Xả kiều vàng Thái với giá 150.000 đồng một chậu, lấy 3 chậu bao ship. Hibiki ưa nắng chịu nắng cực kỳ là tốt, và đây là cái dòng lan hoa quanh năm. Các anh chị càng cho nó ăn nắng thì cái lá và cái thân của nó càng tím đậm, nó rất là đẹp anh chị ạ. Hibiki em bán với giá 160.000 đồng một chậu, lấy 3 chậu em bao, lấy 2 chậu bao ship. Còn vài chậu trầm pháo Điện Biên đây các anh chị này, có những cái nụ nó to, các anh chị thấy nhìn thấy này, nó rất là tím đậm luôn đúng không ạ? Đấy, trầm pháo Điện Biên đang có nụ, đang có cả mầm gốc, 100.000 đồng một chậu, lấy 3 chậu em bao ship. Mỗi cái kiềm lá giáo này thanh lý tất cả cái chỗ này với giá 50.000, rất là nhiều nhá, đang có nụ đấy ạ. Kim Điệp Xuân hàng đã thuần, đấy, những cái chậu em để trên vườn này nó đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp như thế này, và đang lên cả ki nữa, ki và nhiều mầm gốc nhá các anh chị. Một cái chậu Kim Điệp Xuân hàng đã thuần như thế này, hoa rất là thơm các anh chị nhá. Em bán với giá 130.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Chúc Phật Bà thì thời điểm này nó chỉ có những cái mầm gốc thôi các anh chị nhá. Đây là có những cái mầm gốc nó chỉ bé tí thôi, có những cái mầm gốc nó mới lên như thế này thôi. Có những cái rễ thì có những cái mầm gốc nó cao đấy, nó cao như thế này, nhưng nó khi về đến nhà em nó bị lỗi rồi, cho nên là em mình sẽ không tính những cái này nữa các anh chị nhá. Mà bây giờ là những cái rễ này thì nó đều lên những cái mầm gốc mới đấy, các anh chị sẽ nhìn những thấy những cái mầm gốc nhỏ nhỏ, em sẽ gửi cho các anh chị là những cái rễ nó có mầm gốc nhá, những cái mầm gốc nhỏ nhỏ như thế này. Chúc Phật Bà em bán với giá là 50.000 đồng một lạng đây này. Đấy, mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Một số còn đang lên cả ki nữa này. Hỏa hoàng cam 100.000 đồng một chậu, với màu cam lửa rất là rực rỡ, lấy 3 chậu em bao ship. Kiều lộc bắc cũng chỉ còn một ít như thế này thôi. Kiều lộc bắc hoa nó rất là đẹp, và đặc biệt là các anh chị có thể kích hoa nở vào dịp Tết và mùa xuân luôn. Một cái chậu kiều lộc bắc này cũng sẽ có nhiều thân nhé các anh chị đây này. Đấy, thậm chí mầm gốc một số chậu nó còn đang lên nữa. Kiều lộc bắc em bán 150.000 đồng một chậu, lấy 3 chậu bao ship. Huyết nhung em thanh lý xả hàng, lỗ vốn luôn, 250 một cân, 50.000 đồng một bó huyết nhung. Chuỗi ngọc hàng kg
hiện tại nó đang lên mầm gốc này, có những cái mầm gốc nó thấp như thế này, tuy nhiên cũng sẽ có những cái mầm gốc nó đã cao hẳn lên rồi các anh chị nhé. Đấy, chuỗi ngọc hàng kg 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Còn đây là chuỗi ngọc hàng đã thuần, một cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần này rất là đẹp và đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp mê ly các anh chị nhé, đẹp lắm ạ. Em bán với giá 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu bao ship. Tiếp đến nữa đó chính là dendro úc mắt đen, rất là đẹp và nhiều thân. Một cái chậu dendro úc mắt đen bây giờ phải nói là chậu nó xung xuê luôn các anh chị nhá. Đấy, bình thường em bán 200.000. Tuy nhiên hôm nay em vẫn cái chương trình tri ân khách hàng. Đây, một chậu này nhiều thân chưa? 170.000 đồng một chậu dendro úc mắt đen, lấy hai chậu bao ship. Dendro vàng kim cương hay còn gọi là dendro vàng mắt đen, em cũng còn vài chậu như thế này, chậu nào cũng đẹp và rất là nhiều thân. 250.000 đồng một chậu dendro vàng kim cương, lấy hai chậu em cũng bao ship nhé. Phi điệp mít cũng còn vài chậu thôi, lá mít rất là đẹp đang lên mầm gốc và kể cả những cái thân cao như này nó vẫn là thân tơ các anh chị nhé. Một phi điệp mít 70.000 đồng một chậu, lấy ba chậu em bao ship. Hoàng nhạn mít 4N thì em còn vài chậu thôi các anh chị nhé. 150.000 đồng một chậu hoàng nhạn mít 4N, cái dòng lá mít hoa nó rất là đẹp và thơm. Hoàng thảo vạch đỏ hàng nguyên bản, cái thời điểm này nó gần đến mùa hoa cho nên lá nó cũng sẽ bắt đầu vàng lá để rụng lá nữa các anh chị nhé. Vạch đỏ thì cái thân nó nhìn như thế này thôi, cái đặc điểm thân nó như này chứ không phải nó khô héo đâu nhá các anh chị ơi, hàng nguyên bản nên không có chuyện khô héo đâu. Và thời điểm này vạch đỏ gần đến mùa hoa rồi nên là các anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái khúc vạch đỏ nguyên bản về mình chơi luôn. Em sẽ có những cái khúc tầm khoảng 70.000 cho đến 150.000 đồng các anh chị nhé. Đấy, anh chị thích lấy khúc tầm khoảng bao nhiêu tiền em sẽ chụp ảnh qua Zalo cho các anh chị, tại vì video nó hơi dài các anh chị ạ. Vảy rồng. Vảy rồng thì em sẽ có những cái khúc 150.000 đồng nhé các anh chị ơi. Có một cái khúc này thì là 100.000 thôi, còn lại tất cả các khúc đều là 150.000. Vảy rồng thân nó rất là đẹp này. Trúc đen, nó là một cái dòng non có mặt hoa đẹp, hoa mà nó màu vàng và đặc biệt là hoa nó rất là thơm. Trúc đen thì thân nó nhị màu đen như thế này nhá, chứ không phải nó khô héo đâu các anh chị nhá. Đấy, trúc đen hoa nó đẹp lắm này à. Đặc biệt là thơm, các anh chị cứ tưởng tượng kim điệp thơm nó thơm như thế nào thì trúc đen nó thơm gần như thế luôn, sai hoa lắm. Và em sẽ có làm từng hình nhá. Trúc đen em số 23 là một dề to như thế này, 350.000 đấy, rất là đẹp luôn này. Trúc đen số đây là số 26 nhá. Trúc đen số 26 cũng 350.000 một dề to, đẹp, một khúc to đẹp này. Trúc đen số 1 120.000. Trúc đen số 8 180.000 đấy, cái dây này cũng khá là đẹp này. Trúc đen số 19 170.000. Trúc đen số 24, một cái khúc rất là to xòe ra như thế này, đẹp chưa? 350.000. Trúc đen số 12 130.000. Trúc đen số 14 100.000. Trúc đen số 16 150.000, cái dây này còn một số nụ đây này các anh chị này. Hoa thơm lắm. Trúc đen số 18 150.000. Trúc đen số 10 150.000. Trúc đen số 4 150.000. Ngọc thạch 3 màu em còn một ít thôi nhá các anh chị ơi. Tất cả cái chỗ ngọc thạch 3 màu này 50.000 này. Báo hỉ 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Rồi là hoàng lạp 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. 100.000 đồng một cân dâu rồng. Đó là một số loại lan hôm nay nhà em có. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị.